Hello chào anh em nhé, chào mừng em đến với video tiếp theo thôi mọi người. Thì vẫn là tôi đây. Thì hôm nay chúng ta đến với gọi là video tiếp theo thôi mọi người. Thì dạo này thấy nhiều em có cơm mầm bảo tôi rằng là ở trên con anh em mình kiếm cơm gạo được ở trên con Sunwin. Thì có vẻ con Sunwin này đúng không? Thì hôm nay mình vào mình xem mà con này thì thấy thì cũng có khá nhiều game anh em ạ. Thì chắc anh em mình cũng kiếm gạo trên con tài xỉu 3D này chứ con gì anh em. Ok thì nay mình thử một hai cầu nhá, phang thì mình sẽ không phang rồi, mình sẽ gọi là thử một hai cầu anh em ạ. Con này thì mình nghĩ là nó sẽ về xỉu nhưng mà nó sẽ về xỉu thì để xem mình có đúng không. Anh em xem video thấy hay thì đừng quên để lại cho xin một nút like, một cái đăng ký kênh, bấm cái chuông thông báo để không bỏ lỡ video nhé. Còn muốn hỏi thêm những phương pháp hay hơn, hiệu quả hơn thì cứ comment phía dưới anh em ạ. Ok con xỉu luôn anh em ạ, đúng rồi, được một tay nữa. Thì như mình ấy thì mình thực ra nói thật để mà nói ấy, thì con Sunwin này ra thì cũng lâu đấy, nhưng mà thật sự là mình chưa phang con này bao giờ. Thì thấy có anh em có comment bảo thì nay mới nào lần đầu mình vào mình xem thử cái cầu kèo con Sunwin như nào. Con này thì chắc là còn một con xỉu nữa em ạ. Thấy anh em có comment bảo thì tôi mới vào tôi thử đi anh em ơi. Chứ còn để mà ấy thì mình vẫn thích phang con kia vì bên kia mình có học hỏi nhiều phương pháp hay anh em phải không? Mình tự có những phương pháp có thể giúp mình gọi là mình kiếm cơm gạo được anh em ạ. Ok thì để xem em nào. Ui style anh em ơi. Ok này. Thế thì cầu kèo con này nó cũng không ấy. Tôi thấy nó cũng bình thường thôi. Thì chắc mình quay về với con thiên đường đấy nhá. Ở trong con thiên đường trò chơi anh em thấy thì có rất nhiều các cái thể loại các tựa game. Anh em vào mình trải nghiệm kiểu gạo của tôi như đây thì rất là ok luôn em nhá. Ở phần đầu tiên là bên phần mô đục đổ chiến thì có tiến đi miền Nam, Blackjack, Poker Texas, Chắc Kim Hoa, Vừa Cái và Phỏm này. Đây là đổ chiến thôi. Còn điện tử thì cũng có rất nhiều các thể loại luôn anh em ạ. Ok chưa, quá ngon luôn anh em nhá. Ở đây thì có cả quay hũ luôn anh em này. Đó, quay hũ này, online cũng có đấy chưa. Anh em có thể vào mình trải nghiệm từng cái một để xem là ok thì mình phang lên anh em. Nay thì mình quay trở lại với con tài xỉu 15 anh em ơi. Vào làm tí tài xỉu 15 anh em ạ. Bắt cầu bắt kèo phát chứ còn gì. Thoải mái luôn anh em nhá. Tại đầu thì mình cứ gọi là để xem nó sao ra sao đã. Rồi tí mình phang anh em ạ. Ok chưa này. 11 à. Ok con này thì chắc bú xỉu nhá. Con này chắc bú xỉu tay đầu đi. Tay đầu là mẹ quả xỉu 2 củ 7 em này. Em phang ấy. Thì nói thật là anh em phang thì em cứ phang đều tay thôi. Thấy nhiều em cô comment bảo tôi rằng là anh hướng dẫn cái cách có thể kiểm soát được cái số vốn của mình nhé. Phang làm sao cho nó ok, vốn to vốn bé thì cái quan trọng là mình phang làm sao cứ phải phang đều tay thôi em hiểu không? Chỉ cần là phang đều tay thì nó ok anh em ạ. Không cần phang gì nhiều. Đơn giản mà đúng không anh em? Ok chưa? Để mở bát phát em nào. Rồi 541 bú luôn anh em ạ. Ok luôn nó. Đó anh em thấy ok không? Phang tay đầu 541 bú luôn anh em. Quá rực rỡ luôn này. Thì ok tiếp tục phang nhá. Tiếp tục phang rồi đi. Ok ngon luôn đúng không? Giờ được phang là tẩy thứ 2 các bạn. Video thì thời gian nó chỉ có hạn anh em. Nó cũng khá là dài đó. Mình sẽ phang thêm một tay hoặc hai tay nữa anh em mình nghỉ em ạ. Ok chưa nào. Để mở bát phát anh em ơi. Phang
Phang thì thoải mái đi em nhé. Anh em cứ phang ok luôn anh em ạ. Nét luôn. Không phải đắn đo. Úi dồi 521 anh em ạ. Xịt rồi. Ok đi không sao. Thế chắc mình sẽ phang thêm một tay nữa đi em ơi. Phang thêm tay nữa mình nghĩ là vừa em nhé. Tại này thì chắc là mình sẽ bú quả gọi là tài mà. 6 củ nét căng luôn anh em. Mở ban phát hình em này. Ok chưa anh em? Mở ba tay cuối cùng rồi em nhé. Để xem em bú không. Ôi 4106 anh em ơi, bú rồi. Ok đẹp luôn. Thì ok thì thôi, video thì cũng đã khá dài rồi.